Tập 33. 小林，你看合适吧？ Tiểu Lâm cậu xem. Nếu ổn rồi thì như vậy đi. Lưu thuyền trưởng. Trung đoàn trưởng Lưu. Sao có thể đối xử với một tù binh như vậy? Anh sẽ bị xử phạt. Dọa tôi à? Cậu tưởng tôi bận tâm đến chức vị như vậy sao? Hồng Diêu, từ khi tôi tham gia Hồng Quân, trung đoàn trưởng tôi đã bị phạt bao lần rồi? Trung đoàn trưởng tôi không nhớ nữa, nhưng chắc cũng phải 17-18 lần. Nghe đi, 17-18 lần. Tại sao à? Thì phạm lỗi đó. Tôi cũng thấy thắc mắc. Đáng giáo dục tôi bao năm nay, sao vẫn không kìm được mà phạm lỗi? Nhưng sau đó nghĩ lại, cứ vậy thôi, tóm lại trong lòng thoải mái là được rồi. Tiểu Lâm, nói thật với cậu, tôi chôn sống cậu mới thấy dễ chịu trong lòng. Anh chôn đi. Trốn đi. Được, có chí khí. Vậy tôi không khách sáo nữa. Mời. Đợi đã. Anh chôn sống tôi dễ thôi, nhưng anh sẽ không moi được bất kỳ tin tình báo nào. Không thấy như vậy sẽ thiệt thòi sao? Tôi xin cậu đừng nói gì với tôi. Tôi không muốn nghe gì hết. Hồng Diêu, làm cho hắn ta ngậm miệng lại. Thằng Câm, trói lại. Ngoan ngoãn đi nào. Đứng yên. Ngoan ngoãn nào. Hồng Diêu, nếu như chúng ta về, sư đoàn trưởng hỏi Tiểu Lâm chết như thế nào, chúng ta sẽ nói như thế nào? Tôi sẽ nói với sư đoàn trưởng Tiểu Lâm này không thành thực, chỉ muốn chạy trốn. Chúng ta liền nổ súng dọa hắn, không ngờ lại bắn chết. Rồi chúng ta đào cái hố chôn hắn ta. Thằng nhóc cậu có ý kiến hay đấy. Không đúng, thằng Câm. Lâm Tiểu Sơn, cậu bỏ trốn. Tôi nên nổ súng từ đằng sau mới đúng. Nếu không sau này bộ chính trị đào cậu lên khám nghiệm thì tôi biết nói sao đây. Quay người lại, nào. Quay người lại. Làm gì thế? Có phải hắn ta có lời trăn trối không? Hình như là có gì muốn nói. Nhưng tôi thấy không cần thiết. Tôi thấy cái miệng chó của hắn cũng không nói ra được lời ngọc nào. Chúng ta không cho hắn ta nói, lỡ như sư đoàn trưởng biết được lại khó khăn. Nếu không cần phí lời với hắn nữa, chôn hắn đi. Lâm Tiểu Sơn, đừng nói nữa. Chôn. Thằng Câm, chôn. Đợi đã. Cầu xin anh. Cầu xin anh. Đưa tôi đi gặp sư đoàn trưởng, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Sư đoàn trưởng không rảnh tiếp cậu. Chôn. Không, đợi đã. Đợi đã. Đợi đã tôi. Trạm tình báo cơ mật. Ngay gần đây có một trạm tình báo cơ mật. Ồn ào cái gì? Giờ cậu nói cũng vô ích. Muộn rồi. Tránh ra. Ông đây bắn chết thắng tài trước. Mật mã điện báo. Gần đây có điện đàm bí mật của quân Nhật. Tôi có mật mã mở. Tôi đưa anh. Đưa anh hết. Tôi đưa anh hết. Tôi đưa hết cho anh. Anh đừng nổ súng. Mật mã. Thú vị đấy. Anh thật bỉ ổi. Chúng ta đánh hắn ta chưa? Chưa. Chửi hắn ta chưa? Vẫn chưa. Vi phạm chính sách chưa? Cũng chưa. Chỉ cần các anh không chôn sống tôi, tôi sẽ nói hết với các anh. Được. Vậy là xong. Thằng Câm, kéo lên. Tốt quá, cuối cùng cũng có thu hoạch rồi. Trung đoàn trưởng Lưu còn nói mấy cứ điểm bí mật Lâm Tiểu Sơn sẽ nói cơ bản là đồng nhất với những gì trinh sát chúng ta điều tra ra được. Tốt, mau thông báo tới các bộ. Mọi việc làm theo kế hoạch. Rõ. Mau đi thông báo đến các bộ. Đi. Tôi đi nha. Được. Lâm Tiểu Sơn, gửi điện báo cho người Nhật. Gửi gì? Tôi bảo cậu gửi thì cứ gửi. Đeo lên.
Tôi gửi. Vũ phá. Tiếng rồi. Nghe này, tôi nói như thế nào, cậu nói như thế nấy. Tôi đã thoát khỏi đội quân Tân Tứ Quân. Đại tá, Lâm Tử Sơn gửi điện báo. Cậu ta nói gì? Lâm Tử Sơn trước khi bắt đầu chiến đấu đã thoát khỏi bộ đội Tân Tứ Quân. Giờ đang trốn trên núi, đã thoát khỏi sự dây bắt của Tân Tứ Quân. Trong điện báo anh ta còn nói, mong chúng ta cử người đến cứu. Hiện giờ chúng ta đang phải đề phòng sự tấn công của Tân Tứ Quân. Làm gì có nhân lực đến cứu cậu ta? Bảo cậu ta tự nghĩ cách giải quyết. Nhưng đại tá, anh ta nói mấy ngày không ăn cơm, sắp không trụ được nữa rồi. Nếu trước khi trời sáng không có quân cứu viện tới, hắn ta sẽ bị Tân Tứ Quân bắt về. Đại tá, một đặc công như anh ta không thể để rơi vào tay Tân Tứ Quân. Cậu ta đang đe dọa tôi sao? Yamamoto, cậu có từng nghĩ lỡ như anh ta rơi vào tay Tân Tứ Quân rồi thì sao? Đại tá, ngài đang muốn nói anh ta đang rơi vào bẫy đã lập sẵn. Rất có khả năng đó. Lâm Tiểu Sơn dù sao cũng là người Trung Quốc. Tôi không tin cậu ta sẽ cống hiến hết mình vì thiên hoàng. Cậu ta có nói đang ở vị trí nào không? Anh ta đang ở ngoài dòng dây núi Thiên Đài. Chỗ đó có một điện đài bí mật của chúng ta. Tôi biết nơi đó là một thôn trang đổ nát. Xin thêm quân chi viện cho nổ thôn đó cho tôi. Đại tá, nếu Tân Tứ Quân ở đó mai phục thì sẽ diệt gọn bọn chúng và Lâm Tiểu Sơn. Cậu ta đã bị lộ, không còn giá trị gì nữa rồi. Chỉ cần cậu ta rơi vào bẫy của Tân Tứ Quân, sống hay chết cũng không quan trọng. Rõ. Lập tức xin bộ tư lệnh một mật mã mới, những mật mã cũ bỏ hết. Mau xin thêm không quân chi viện. Rõ. Cũng may chúng ta đã giác máy điện báo ra, nếu không bị bọn chúng cho nổ tan tành rồi. Tên khốn này lại đối xử với tôi như vậy à? Thứ lòng lang dạ sói này. Cậu mới là thứ lòng lang dạ sói, đâu khác gì bọn chúng. Đó chính là báo ứng. Trung đoàn trưởng Lưu, anh nói đi, tôi còn có thể làm gì? Chỉ cần giết hết đám người Nhật, tôi đều sẽ làm. Giờ cậu giác ngộ rồi sao? Tiếp tục gửi điện báo. Gửi điện báo. Hắn đã muốn giết cậu, cậu phải cầu cứu chứ. Cầu cứu như thế nào? Đó là cứu mạng. Hơn nữa cậu hãy gửi hết toàn bộ bí mật của bọn Nhật qua đó. Bằng chữ viết, không dùng mật mã. Không những gửi cho bọn Nhật, gửi cho cả Tân Tứ Quân, Quốc Dân Đảng. Cậu phải cho Kojima biết. Chó cùng sẽ đứt dậu, thỏ đi đường cùng sẽ cắn người. Được. Tôi sẽ liều mạng với hắn. Mau ghi lại, đánh dấu lại những điểm, trao đổi thông tin tình báo, rõ. Báo cáo. Sư đoàn trưởng có tin tình báo.
Liên quân Nhật sao? Đúng. Mới nhận được một bản điện báo chữ. Trước mắt nội dung vẫn đang phá giải. Những điều kỳ lạ là điện đàm báo điện báo đi. Là điện đàm bí mật của quân Nhật. Nó đã im lặng rất lâu rồi. Hôm nay lại tự dưng khởi động, đang sử dụng mật mã. Lẽ nào quân Nhật lại có hành động nào mới sao? Đưa tôi. Về kế hoạch hành động lần này, nhất định phải cẩn thận. Báo cáo. Lâm Tử Sơn lại gửi điện báo. Cái gì? Lại gửi à? Hắn ta chưa chết sao? Anh ta chất vấn chúng ta. Tại sao lại công kích anh ta bằng máy bay? Nói rằng anh ta vẫn chưa nổ chết, đã di chuyển điện báo. Hơn nữa giờ anh ta đã mất niềm tin vào chúng ta, đang cầu cứu Tân Tứ Quân và Quốc Dân Đảng. Khủng khiếp. Hơn nữa, ngài đại tá, anh ta dùng chữ giết. Cái gì? Chữ giết à? Cũng tức là những điện đàm trong khu vực đó cũng sẽ nghe được, nhìn được. Báo cáo. Lâm Tiểu Sơn đã cầu cứu tất cả những điện đàm thông qua điện báo. Còn nói rất chi tiết những điểm tình báo cơ mật. Phát điện báo cho hắn ta, bảo hắn ta lập tức im miệng. Rõ. Báo cáo. Sư đoàn trưởng Lâm Tiểu Sơn đã gửi điện báo bằng chữ, đã viết những thông tin bí mật của bọn Nhật qua đó. Gửi điện báo bằng chữ. Giật. Lưu Đồng La đang có ý đồ gì với bọn Nhật? Đây. Báo cáo. Lâm Tiểu Sơn từ chối dừng gửi điện báo. Hơn nữa vẫn không ngừng gửi điện báo cơ mật bằng chữ. Anh ta nói đằng nào cũng chết. Trước khi chết sẽ nói ra toàn bộ sự thật. Khốn kiếp. Có thể xác định vị trí của hắn ta chưa? Là bộ điện đàm ở núi Thiên Đài. Đại tá, hắn phát hiện pháp kích của chúng ta, chứng tỏ rằng anh ta đang ở gần đó. Lâm Tiểu Sơn cầu cứu bằng điện danh. Bộ đội Tân Tứ Quân và Quốc Dân Đảng cũng sẽ dội đến đó. Lệnh cho trung đội xe tải cử một tiểu quân lái vòng quanh cửa thành của Tân Tứ Quân, lập tức tiến vào đó, bắt Lâm Tiểu Sơn với tốc độ nhanh nhất. Nếu không đem gì được thì giết luôn hắn. Liệu đó có phải cái bẫy không? Cho dù cái bẫy của Tân Tứ Quân, chúng ta cũng phải thử mạo hiểm. Lâm Tiểu Sơn đã điên cuồng như vậy rồi, không xử hắn ta sẽ để lại hậu quả khôn lường. Nói với trung đội trưởng trung đội xe tải, nếu phát hiện mai phục, đừng cố bám lấy, lập tức rút lui. Rõ. Dùng điện mật mã với danh nghĩa của tôi gửi điện báo cho Lâm Tiểu Sơn, bảo anh ta ngừng gửi mọi điện báo. Nói với anh ta bộ đội cứu viện đang trên đường đến, đón anh ta về. Tôi sẽ đồng ý mọi yêu cầu của anh ta. Rõ. Hỏi rõ địa điểm anh ta đang ở, bảo anh ta chú ý quan sát. Một khi phát hiện bộ đội của ta thì lập tức hô cứu. Rõ. Sư đoàn trưởng, xem cái này đi. Quân Nhật truyền tin Kuzuma đã bắt được vợ của Lưu Đồng La, ép Lưu Đồng La phải đầu hàng. Kuzuma này lần này mèo mù vớ được cá rán, vừa hay bắt được điểm yếu của Đồng La. Phương Lôi tù binh của quân Nhật đúng là vợ chưa cưới của Lưu Đồng La. Hắn không thể nào không cứu. Cậu nghĩ sao về chuyện này? Báo cáo. Tôi kiến nghị xuất binh. Xuất binh. Nếu Tân Tứ Quân đã đánh, chúng ta không thể manh động. Bộ đội tác chiến của quân chi viện đảng Cộng sản cần thư lệnh của trưởng quan tư lệnh chiến khu, nếu không sẽ là kháng lệnh. Tất nhiên là tôi không quên. Nhưng chúng ta không cần phải hợp tác với Tân Tứ Quân. Chỉ cần chúng ta chặn đứng quân chi viện của người Nhật, nếu cấp trên hỏi tới, chúng ta sẽ nói chỉ là sự tình cờ. Hành động của chúng ta vừa hay lại cùng suy nghĩ với Tân Tứ Quân. Tình thế trận địa bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Lẽ nào cấp trên không cho phép chúng ta chọn quyền chiến đấu sao? Những cái đó không phải vấn đề. Vấn đề nằm ở
Nếu giờ chúng ta hành động, e là không phải cơ hội thích hợp nhất. Sư đoàn trưởng, vì sao lại như vậy? Từ sau khi quân Nhật bắt đầu trận chiến với Tân Tứ Quân, nhưng tôi sợ rằng đến lúc đó Tân Tứ Quân đã tiêu hao sức lực, chúng ta thừa cơ nhảy vào. Tôi sợ rằng đến lúc đó, lỡ như quân cứu viện của quân Nhật đến, cũng chưa, Kuzuchi chỉ có một liên đoàn. Đối với một sư đoàn như Tân Tứ Quân, hắn ta sẽ cho rằng đang dùng ưu thế binh lực để tác chiến, sao lại cầu xin viện trợ? Thế nên việc chúng ta cần làm là giấu quân, án binh bất động. Cậu lập tức về đội, đợi lệnh của tôi. Sư đoàn trưởng, lỡ như tình hình có thay đổi, chúng ta đã nản lòng một lần, để mất cơ hội thuận lợi tiêu diệt quân Nhật. Thời cơ như vậy là Tân Tứ Quân đã phải dùng mạng để đổi. Mong ngài hãy cân nhắc. Đừng nói thêm nữa, chấp hành mệnh lệnh. Sư đoàn trưởng, lỡ như để mất cơ hội, hoặc là Tân Tứ Quân sa vào tay giặc, hoặc là bọn Kojima, xin cấp trên, một khi quân Nhật đến kịp, kế hoạch tiêu diệt Kojima của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển để tuổi bình. Tôi suy nghĩ đến nhiều việc hơn cậu. Cậu có từng nghĩ cho đại cục của đảng quốc không? Cậu đừng nghiêm trọng quá trận chiến này. Đánh xong trận này còn có 100 trận khác, 1000 trận khác. Nếu lần nào cũng làm việc dựa theo cảm tính, sao có thể thắng được? Sư đoàn trưởng, đúng là tôi không nhìn cao trông rộng, nhưng tình đồng bào, tình nghĩa đất nước báo đổ ép tôi không thể làm ngơ. Tôi khẩn cầu cho phép tôi xuất binh. Nếu không khống chế được quân địch, tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi quyết không kháng lệnh, nhưng tôi cũng không thể dương mắt nhìn đồng bào Trung Quốc đổ máu hy sinh mà khoanh tay đứng nhìn. Tôi tin rằng trong đại cục của sư đoàn cũng sẽ không để ý tới nguyện vọng nhỏ bé của tụi mình. Tôi sẽ đợi ở ngoài, mong sư đoàn trưởng suy nghĩ kỹ. Trung đoàn trưởng Lưu, đích thân Kojima gửi điện báo, hắn ta nói sẽ cho người đến cứu tôi. Xem ra hắn ta cuối cùng cũng đã nhìn ra giá trị của cậu. Nói với hắn ta, nếu nửa tiếng sau vẫn không thấy diện binh tới, cậu sẽ tiếp tục gửi điện báo chữ, để hắn ta phải thực sự sợ hãi. Biết rồi. Đồng Diêu, Trung đoàn trưởng, chuyện gì? Đợi tên đó gửi xong điện báo, cậu đi nói với Cống Tử để cậu ta dây bắt quân viện trợ Nhật. Rõ. Gửi xong rồi. Được. Đi đi. Thuyền trưởng, trung đội trưởng, có một đám quân Nhật xuất hiện. Quân Nhật ở đâu? Đang đi từ núi Thiên Đài tới. Có thể xác định vị trí không? Đang trên đường nhỏ giang hồ. Khốn kiếp, lại tới nữa rồi. Đi thông báo cho quân đoàn để họ giúp chúng ta. Mau, rõ. Các đồng chí xuất phát. Đội trưởng Hoàng,
sư đoàn trưởng. Đới Tuệ Bình, tôi không phải Đường Thái Tông, anh cũng không phải là Ngụy Trinh. Chuyện này anh cứng đầu cũng vô ích. Tôi biết là anh rất có cá tính. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ để anh tới Lữ Đoàn 2 làm tiên phong. Nhưng mà trước đó anh về nghỉ ngơi cho khỏe đã. Nếu anh kiên quyết đứng ở đây. Vệ binh. Có. Trong chừng đới trưởng quan cẩn thận, rõ, hầu hạ rượu thịt đầy đủ. Nếu hồi nãy không kiên trì nổi nữa thì gọi quân y tới. Đa tạ sứ đoàn trưởng. Đồng chí, người Nhật tới rồi. Lên đạn. Lên đạn. Nhắm thật chuẩn vào. Tiết kiệm đạn một chút. Khai pháo. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Các đồng chí đánh hay lắm. Tranh thủ di chuyển, nhất định không được để người Nhật sống yên. Chúng ta rút thôi. Đánh hay lắm. Công tử làm tốt lắm. Trung đoàn trưởng, đám người Nhật đó không dễ đối phó. Nếu không sao, người Nhật chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi có thể chiếm được hơn nửa Trung Quốc. Tên tiểu tử này, phát báo tiếp đi. Báo cáo Lâm Tiểu Sơn gửi điện báo. Con thỉnh cầu chi diện nữa, nói với anh ta diện binh sẽ tới ngay. Rõ. Các hạ, tiểu đội xe tải đã gặp phải một vụ tấn công không rõ, hiện đã bị ép rút về căn cứ. Khốn kiếp. Lâm Tiểu Sơn đang phối hợp tác chiến với quân tứ quân đây. Các hạ, Lâm Tiểu Sơn lại bắt đầu gửi điện báo rồi. Anh ta nói gì? Anh ta hỏi tại sao cứu viện còn chưa tới. Khốn kiếp. Anh ta lại bắt đầu dùng văn minh gửi điện báo. Nói gì? Anh ta nói tiểu đội xe tải của ngài đã tiêu tùng rồi. Người chỉ huy vụ này là... là ai? Lưu Đồng La. Lưu Đồng La. Đại tá, Lưu Đồng La này quả thực quá ngang ngược. Khi bà ngài giết người phụ nữ đó đi. Không, tôi phải bắt sống Lưu Đồng La. Còn phải dùng đầu của hắn bái tế các chiến sĩ đã hy sinh của chúng ta. Người phụ nữ đó là bài cuối cùng. Tôi phải giữ cô ta lại. Còn đổi lại Lâm Tiểu Sinh. Rõ. Tiểu phân đội xe tải của ông đã tiêu tùng rồi. Chỉ huy là Lưu Đồng La. Sư đoàn trưởng, Lưu Đồng La đúng là chọc tức quân địch. Lưu Đồng La này đúng là lắm chiêu trò. Sư đoàn trưởng, Đồng La làm như vậy liệu có mạo hiểm quá không? Không, cái này trong binh pháp Tôn Tử gọi là kế khích tướng. Bắt hắn ta lại, bịt miệng lại. Rõ. Nhẹ tay thôi. Đại tá, giờ chúng ta phải làm sao? Số điện báo Minh Văn này nhất định là Lưu Đồng La ép Lâm Tiểu Sơn lại. Lâm Tiểu Sơn đã bị bắt rồi. Lâm Tiểu Sơn hiện đang nằm trong tay kẻ địch.
Đối với chúng ta mà nói là hậu quả khôn lường. Rõ. Trung đoàn trưởng, tôi vừa nhận được thứ này. Người Nhật lại gửi một điện văn mật mã. Cầm, tháo miếng dẻ ra. Trung đoàn trưởng Lưu, những gì tôi nói đã nói hết cả rồi. Những gì anh bảo tôi làm tôi cũng làm cả rồi. Tôi đã giúp anh dụ hắn ta tới đây, cũng xem như là có chút công lao chứ. Tiếp sau đây còn công lao lớn hơn đang chờ anh. Anh cứ đợi họ đổi người đi. Đổi người? Người Nhật đã bắt được mấy đồng chí của chúng tôi, chúng tôi nhất định dùng anh để đổi lấy họ. Trung đoàn trưởng, anh đã ép tôi tới đường cùng rồi. Trước đây tôi không hề biết gì về người Nhật. Giờ tôi chỉ muốn đứng về phía chính nghĩa thôi. Tôi cầu xin anh để tôi ở lại Tân Tứ Quân. Tôi nhất định sẽ làm lại từ đầu, thay đổi hoàn toàn mà. Đừng có hòng giở trò đó với tôi. Người Nhật cần anh chứng tỏ là anh vẫn còn giá trị. Không phải anh đã nói với tôi rồi sao? Người Nhật sẽ mua nhà cho anh ở Tokyo, còn muốn anh dọn qua đó ở, cho anh cuộc sống của một địa chủ giàu có. Vậy anh còn đi theo bọn người chúng tôi làm gì? Tên Koshima đó vô cùng tàn độc, tán tận lương tâm, chuyện gì hắn ta cũng làm ra được. Anh cũng biết Koshima tàn độc tới mức nào, tán tận lương tâm ra sao à? Anh ở chỗ chúng tôi, có chính sách tù binh bảo vệ anh, không được ngược đãi. Vậy anh có từng nghĩ các đồng chí đội y tế của chúng tôi rơi vào tay bọn chúng sẽ như thế nào không? Bọn chúng sẽ tốt với bọn họ sao? Bọn chúng sẽ nói chính sách với bọn họ sao? Cái thứ gì không biết, cặn bã. Lẽ nào anh chưa từng làm sai chuyện gì? Trung đoàn trưởng Lưu, tôi biết tôi sai, cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu. Lôi anh ta vào trong rừng. Anh, trung đoàn trưởng Lưu, cho tôi một cơ hội đi. Trung đoàn trưởng Lưu, Huệ Bình Dung, Tuệ Bình Quynh, chân tê hết cả rồi phải không? Báo cáo, tim tôi còn đau hơn. Anh tưởng mình cứ đứng như vậy có thể khiến tôi đổi ý sao? Tôi biết sư đoàn trưởng xưa nay là người cứng rắn, không dám thay đổi suy nghĩ. Tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một quân nhân. Nếu đã không thể ra trận giết giặc, vậy thì cũng xin được cầu xin giúp đồng bào. Anh đứng đây lâu như vậy còn không phải vì muốn quan binh toàn sư đoàn biết. Đế trưởng quan anh muốn đi đánh Nhật, sư đoàn trưởng tôi đây chỉ đang ngồi xem hổ đấu. Báo cáo Tuệ Bình không dám. Cách làm việc giữa tôi và anh đó là quan to một cấp đè chết người. Anh là quân nhân chính thống xuất thân hoàng phố, cho dù chỗ này anh có thông minh đến đâu cũng không làm gì được đâu. Báo cáo. Sao có thể được chứ? Ai cho bọn họ đi vòng qua đó? Đới Tuệ Bình, là anh lệnh cho họ tới chỗ quân Nhật à? Phải. Bộ đội hậu cần là phạm vi quản lý của tôi, cũng không phải quy tắc chiến gì, không cần phải xin chỉ thị của anh. Anh có biết mình làm như vậy sẽ đẩy bộ đội hậu cần vào tay người Nhật không? Trung đội chiến xa của quân Nhật còn có nhiệm vụ tác chiến quan trọng, tin chắc bọn chúng sẽ không dám làm bậy. Nếu sư đoàn trưởng không yên tâm vì binh lực hộ tống, tôi có thể phái bọn họ tới tiếp ứng. Sau khi tiếp ứng, anh sẽ có thể khai quả với người Nhật rồi phải không? Chúng tôi tuyệt đối không chủ động gây chuyện. Tôi cũng đã hạ lệnh dẫn theo phiên dịch tiếng Nhật rồi. Nếu như gặp phải bọn chúng, cũng xin bọn chúng cho chúng ta một phen dớ dẫn. Trên chiến trường làm như vậy được sao? Đó là trang bị cho cả một quân đoàn. Vậy thì dám hỏi sư đoàn, nếu như người Nhật chủ động khai quả với chúng ta, tôi phải ngăn cản như thế nào? Đế Tuệ Bình, anh thông minh thật đấy. Báo cáo sư đoàn trưởng, hai chữ thông minh này Tuệ Bình không dám nhận. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong quy chế chủ trương của ngài. Là chuyện báo cáo xin chỉ thị tôi tuyệt đối làm theo, nhưng bộ đội hậu cần đúng thực là phạm vi của tôi. Lúc đầu chuyện gì tôi cũng xin chỉ thị của anh, nhưng anh đã nói mấy chuyện này sao không cần phải hỏi tới nữa. Tất cả tham mưu trong sư đoàn để tôi làm chủ.
Đủ rồi, tôi không muốn nghe lời nào nữa. Tôi chỉ muốn hỏi sư đoàn trưởng một câu. Nếu Nhật quân chủ động khai hỏa với chúng ta, vậy chúng ta phải làm sao? Đánh cho tôi. Rõ. Nếu đã phải đánh thì nhất định phải giết không trừ một tên. Rõ. Lệnh cho tiểu đoàn công binh bố trí địa lôi trên đường rút lui của người Nhật. Sư đoàn trưởng Anh Minh, trong thời gian này, nếu như bộ đội hậu cần và trang bị xảy ra vấn đề, tôi sẽ lấy mạng anh. Rõ. Giờ anh hài lòng rồi chứ? Tuệ Bình thay mặt nhân dân huyện Quảng An, thay mặt 400 triệu đồng bào cảm ơn sư đoàn trưởng. Được. Sau khi đánh xong trận, anh phải viết một bản báo cáo, giải thích cho tư lệnh chiến khu biết tại sao mình lại muốn đánh trận này. Rõ. Không thành vấn đề. Đi đi. Lữ đoàn trưởng, đợi đã. Đội trưởng quan có thể tự mình đứng dậy được. Trương tham mưu có chuẩn bị giấy bút. Rõ. Đại tá các hạ, có chuyện gì? Sư đoàn trưởng Quốc dân đảng Hàn Tùng cho người mang một lá thư tới. Thư à? Phải. Đại tá các hạ, thay tôi chuyển lời. Tôi đã đọc thư, tôi cũng đồng ý với cách nghĩ này của anh ta. Rõ. Tôi sẽ về báo cáo ngay. Đợi đã. Tôi có lòng tốt nhắc nhở sư đoàn trưởng Hàn, dám lừa dối Đại Nhật Bản đế quốc chỉ có một con đường chết. Rõ. Tôi nhất định sẽ chuyển lời. Yamamoto, chuyện này cứ giao cho Itagaki giải quyết. Rõ. Chuyện này nếu để cho lục quân biết được thì sẽ như thế nào? Cái lục quân cần là kết quả thắng lợi. Còn về việc tôi dùng cách gì, nói như người Trung Quốc, tướng tại ngoại có thể không nghe quân lệnh. Rõ. Nếu người Nhật đã đề nghị đổi người, ít nhất chứng tỏ đồng chí Phương Lôi vẫn đang an toàn. Nhưng chúng ta cũng không thể lơ là được. Sư đoàn trưởng, nói vậy là bọn người chị tôi vẫn đang an toàn sao? Trao đổi con tin là tốt rồi. Lũ người Nhật này căn bản không có nhân tính, chúng lại đột nhiên đề nghị trao đổi con tin như vậy. Sư đoàn trưởng, anh nói xem, hiện giờ bọn chúng đang nghĩ cái gì? Bất luận là bọn chúng đang nghĩ gì, có Lâm Tiểu Sơn dùng làm con tin trao đổi thì tốt rồi. Sư đoàn trưởng, Lâm Tiểu Sơn đã khai gần hết rồi, sao còn phải trao đổi nữa? Đây cũng là nguyên nhân mà tôi bảo đừng dễ dàng tin lời anh ta. Mặc kệ đi, nếu trao đổi con tin lấy Lâm Tiểu Sơn thì chứng tỏ Lâm Tiểu Sơn còn có tác dụng. Hiện giờ Lâm Tiểu Sơn có tác dụng gì với người Nhật hay không cũng chưa biết. Vậy nên chúng ta nhất định phải nghiên cứu ra một kế hoạch có lợi cho chúng ta. Báo cáo. Sư đoàn trưởng Hàn của Quốc dân đảng gửi tin. Sư đoàn trưởng Hàn của Quốc dân đảng muốn mời tôi tới sư bộ của họ nghiên cứu về kế hoạch hai bên cùng kháng Nhật. Hàn Tùng này thấy giờ chúng ta thắng trận liền muốn chạy tới xen vào. Lúc chúng ta bị đánh, anh ta chạy đi đâu? Sư đoàn trưởng, anh không được đi. Sư đoàn trưởng, anh không được đi. Quan hệ giữa mình với chúng vẫn luôn căng thẳng, có người Hàn Tùng này lại giả hoạt như thế. Nhưng dù hiện giờ chúng ta cũng là quân đội bạn với Quốc dân đảng mà, ngồi xuống cùng thương lượng một phương án tác chiến, tôi thấy vẫn nên qua đó một lát. Nếu như tôi không đi, nhất định bọn họ sẽ hiểu lầm chúng ta không chân thành kháng Nhật. Nhưng mà
Đừng nói nữa, đây cũng là hồng môn yến gì đâu. Tiểu lão đại, trả lời bọn họ, nói sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Rõ. Thưa đoàn trưởng, tôi bảo Hồng Diêu đi với anh. Được. Nhiệm vụ lần này sẽ là một nhiệm vụ không có trong bất cứ ghi chép nào, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để tận trung với thiên hoàng cũng như đế quốc các anh. Đã rõ chưa? Rõ. Xuất phát. Hoan nghênh các đồng chí, tôi là tham mưu của sư bộ, phụng lệnh của sư đoàn trưởng Hàn, đặc biệt tới đây tiếp đón Lý trưởng quan. Sư đoàn trưởng Hàn khách sáo quá rồi. Được, anh dẫn đường đi. Lý trưởng quan, sư đoàn trưởng của chúng tôi có dặn, đoạn đường phía trước còn dài, để đảm bảo thời gian, mời anh lên xe đi cùng. Có xe sao? Sư đoàn trưởng, tôi thấy chúng ta vẫn nên tự cưỡi ngựa. Nhập kỳ tục, tông kỳ lệnh. Thôi thì nhập gia tùy tục. Vậy anh ký tên vào. Ký tên à? Các anh ngồi xe mà còn phải ký tên. Chỉ là chứng minh 8 quân quan của quý quân đã tập hợp tại chỗ chúng tôi, thống nhất ngồi xe cùng đi. Đây là quy định của cấp trên, cũng là vài chữ thôi mà, mong Lý trưởng quan thông cảm. Cảm ơn anh. Lý trưởng quan mời. Bảo mọi người lên xe. Các đồng chí lên xe. Lên xe đi. Lý trưởng quan tạm biệt. Lái đi. Dặn dò bọn họ chưa? Dặn cả rồi. Không có người của chúng ta tham gia vào chứ? Không có, đều là người Nhật. Còn xe thì sao? Cũng là của người Nhật. Giao cho phòng cơ chế chép vào văn kiện cơ mật. Ngoài sư đoàn trưởng ra bất cứ ai cũng không được xem. Rõ. Sư đoàn trưởng, trang bị của quốc dân đảng tốt thật đấy. Mời chúng ta thôi mà còn cho xe Jeep tới đón. Bớt nói đi. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xe Jeep. Sư đoàn trưởng, đây là lần thứ mấy anh được ngồi? Không nhớ. Vậy mà anh còn nói tôi biết ít thì hỏi nhiều nữa. Người anh em, còn bao lâu nữa thì tới? Người anh em này, sư đoàn trưởng hỏi sao anh không trả lời? Anh bị câm à? Tôi hỏi anh đi. Dừng xe, tôi muốn đi vệ sinh. Dừng xe. Tôi bảo anh dừng xe. Có mai phục, bảo vệ sư đoàn. Nấp đi. Sư đoàn trưởng, chúng ta bị quốc dân đảng bao vây rồi. Nghe tiếng súng thì có lẽ là quân Nhật. Sao Nhật quân có thể xuất hiện ở chỗ này? Đánh lớn tới như vậy nhất định là nhắm vào tôi rồi. Anh và tiểu lão đại mau đi đi. Báo tin này cho sư đoàn độc lập biết. Nhanh lên. Các đồng chí yểm trợ. Liều với người Nhật thôi. Hồng Diêu. Hồng Diêu. Hồng Diêu. Hồng Diêu. 敲锣打
Tiểu lão đại, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Sư đoàn trưởng, mau nằm xuống. Lâm đại tiết, nhi bất khả đoạt giả. Báo cáo, chuyện tôi giao cho anh thế nào rồi? Tất cả cộng quân đều đã bị tiêu diệt. Tất cả nằm trong kế hoạch của ngài. Tốt.